Kiệt Audio lại báo giá cho anh em đôi loa Soly SF377. Em nó có một chiều cao cũng khá là cao, cao 76, ngang 34 và sâu 36. Trở kháng 8 ohm. 160W trên một cặp. Ồ rất là hay, cặp này lại rất là hay nhé. Ai bảo là rẻ không ngon. Cặp này rẻ nhưng lại rất ngon. Đánh bass rất căng. Em này đánh bass rất căng và có một mức giá rất vừa phải. Giá thanh lý cho anh em. Anh em nào máu mê là 2 triệu 800 ngàn lên đường. Anh em cảm thấy mức giá đã ngon chưa? Loa quần zin anh em nhé. Loa zin. Và chỉ có một bên lón bên bên kia thì căng mỏng, của nó bên này thì bị hơi hơi móp lón một chút xíu nha. Thực ra thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến âm đâu, nhưng mà nó về cái hình thức thì trông nó không được đẹp lắm. Ha, em của nó, em nó vẫn còn đầy đủ ê căng nhé. Ê căng zin vẫn còn rất đẹp. Ê căng zin, ê căng màu cà phê. Và em này đóng bắn rất căng luôn anh em nhé. Giá này thì chắc là anh em không thể tìm đâu được rồi đúng không? Bao zin cho anh em. Giá 2,8 triệu, 2 triệu 800 ngàn. Đánh bass rất căng mà lại ghép âm ly lại rất đơn giản. Âm ly gì cũng chơi được. Cái âm ly rẻ tiền lên 1 2 triệu thôi. Thì cái bộ này vào nó đáng bao nhiêu tiền đâu nhỉ? 2 triệu 8. Cho cái âm ly 2 triệu nó 4 triệu 8 mà nghe nhạc thì phê lòi thôi. Đây đánh nghe. Để minh chứng cho cái điều đấy. Đây, anh em mình nghe đoạn nhạc số mà bắn căng luôn nhá. Nhạc số mà đặt âm bát trầm và rất là mạnh. Ui. Wow. Rất căng. Ai bảo rẻ mà không ngon. Vẫn ngon như thường. Cho anh em ngó tí đằng sau nhá. Đằng sau của em nó còn tương đối đẹp nhá. Wow. Đây. Cùng em nó còn đẹp nhá, cả hai bên. Còn ui ok. Wow. Ai bảo rẻ không ngon, rẻ vẫn ngon như thường anh em nhé. Bỏ ra có bao nhiêu tiền đâu nhỉ? Một cặp loa Soly cũng có một chiều cao cũng rất là cao và công suất 160W cũng 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 đáng để chơi đây. Còn đẹp, còn zin anh em nhé. Và anh em mà có nhu cầu thì liên hệ sớm với Kiệt Audio theo số điện thoại 0326 326 338 hoặc
390 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Và Kiệt Audio cũng xin dừng video ở tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. 2,8 triệu anh em nhanh tay nhé. Và loa thì còn zin cả nhé. Chỉ có một bên bát thì cái lón nó hơi lõm lõm vào. Chắc anh Tây này vợ bỏ cho nên là anh ấy nhớ vợ nên anh ấy thò tay vào anh ấy dí cái lúm ấy thì nó hơi lõm vào một tí, thì thực ra nó không ảnh hưởng gì lắm đâu. Đánh rất căng. Đánh Omni 2050 mà rất căng luôn anh em nhé. Anh em chơi bộ này có mấy triệu rồi à? Mà nghe các thể loại nhạc được nhá. Đấy vừa nó bắn còn căng như vậy mà. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.